Diệu Thiên Tâm của Phật Di Lặc sắp ra đời là dấu này. Đã có từ năm 1979, thì Kiện nói nhiều cái clip và Kiện nói lại có những người mới. Thời đó Trung Cộng nó tấn công miền Bắc, thì ở trên á mới cho kêu tất cả tù nhân mà của 75 á đeo cái giống này để mà được qua tai qua nạn khỏi, để cho bom mìn nó đừng có bỏ lên. Thì cái dấu này rất là lâu rồi, 79 tới giờ Kiệt cũng phải đeo. Thì thời nay đó, những người nào hữu duyên mà đeo cái này á thì sẽ tránh được rất là nhiều nạn, vì cái dấu này được ấn chính bởi Thượng Đế và các chư Phật, chư Thánh, chư Thần. Cả Chúa Giêsu Đức Mẹ cũng chứng cái này. Cái này gọi là Chúa Giêsu tái lâm. Còn bên Phật, bên đạo Phật á thì mình gọi là của dấu của Phật Di Lặc. Kiệt là người truyền tin nha quý vị, truyền tin. Sau này á muốn hỏi cho rõ truyền đạo á thì để từ từ á, khi ngài xuất hiện á thì lúc đó đó ngài sẽ nói, ngài chắc chắn sẽ xuất hiện. Ngài xuất hiện Kiệt không biết đâu trốn mà, quý vị nữa nha. Nhưng có nhiều người, cái kênh này á có rất là bốn loại người là coi như là không đủ duyên. Thứ nhất là loại cầm mã tấu chạy vòng vòng ngoài đường là Kiệt không có nói chuyện được. Thứ hai là những hàng siêu trí thức, học quá giỏi, sẽ không có tin những gì Kiệt nói, và cũng không có cần nhìn thấy những gì Kiệt làm luôn, mà Kiệt cũng chả có cần những cái chúng sanh không có duyên đó. Thứ ba là những người đã, mình nói xin lỗi nha, học theo đạo Công giáo quá nhiều cho nên họ chấp dữ lắm, thì cái đó không có đủ duyên. Họ mong Chúa Giêsu tái lâm, nhưng Chúa Giêsu tái lâm trước mặt họ, họ vẫn không biết. Thì cái đó là vì họ quá xúc, gọi là thuần đi, gọi là học quá giỏi. Trong kinh Phật nó nói người khôn quá thành ngu là vậy đó. Người thứ tư, loại thứ tư là những thầy quốc danh và những Phật tử vô minh u mê nghe theo mấy thầy quốc danh. Còn trên nói thì biết á, trên 50% những người tu đàng hoàng đều biết những lời Kiệt nói là thiệt, và họ tin, nhưng mà họ không có cái, không muốn nói lên, không muốn có lên tiếng là vì sợ bị mất mặt. Còn dân chúng, những người mà theo dõi sấm cơ của Đức Thầy á thì có một số, còn đa số những người á cứ nằm im im chờ. Thì khi mà chiến tranh tới sắp sửa sẽ xảy ra, nó sẽ xảy ra không phải là một nước Tàu hay là Đài Loan nha, mà xảy ra cả từ Trung Đông sẽ lan ra rộng hết. Có nghĩa là chiến tranh thứ ba đó quý vị. Trước khi chiến tranh thứ ba đó, mình sẽ có một cái nạn đói cực kỳ. Nếu mà quý vị đã thấy hôm nay có lũ lụt khắp ở nước Việt rồi, Covid, rồi bây giờ những lời Kiệt nói là sẽ có chiến tranh. Covid đó, thì Việt Nam đang rộ lên là để cho các những người mà gọi là kiên cường cứng cổ á thùng phục nghe lời, chứ mấy vị cũng không có muốn cho nhiều người Việt chết. Kiệt có lập cái bàn thờ bạc, nó bàn tới tới trời hôm kia đó, và Kiệt xin rồi mấy vị nó ok, chỉ giữ giữ cái độ đó thôi chứ không có tăng nữa. Quý vị đừng có nghĩ là những lời Kiệt xin mà nó không xảy ra nha, có đó. Quý vị nói là tới đó thôi. Hay là Phật nãy giờ đọc cũng hơi ấy, tại mấy cái đèn này nóng quá. Còn nói về cái thời mạt pháp này á, cả những nhà lãnh đạo tin, nhà lãnh đạo cho quần chúng mình cũng mất lòng tin là giả. Họ chỉ lo cá nhân, không có lo cho dân. Những người lãnh đạo tinh thần, những vị thầy, những vị về ấy cũng giả. Thì mấy cái mà nọ vụ bồng lai rồi thầy này thầy kia đó, rồi những người thần tượng như ca sĩ, những người nổi tiếng á, mình để mình có cuộc sống an